Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm tra cấu hình máy tính, có thể là PC hay là laptop. Mọi người có thể là kiểm tra được CPU này, chip này, RAM này, ổ cứng này, các màn hình này và độ phân giải màn hình nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn mọi người. Đầu tiên ở trên bàn phím mọi người sẽ nhấn cho mình phím là Windows R và nhập cho mình cái dòng là DXDIAG rồi chọn OK cho mình. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy cấu hình máy tính của mình như kiểu hệ điều hành này. Mình đang dùng là Win 10 Pro 64bit và mainboard mình đang sử dụng là B460MD2V. Nếu mọi người sử dụng laptop ấy, thì nó sẽ là tên laptop nhá. Tiếp đến là CPU là i5-10400F và RAM của mình là 16GB và Direct của mình là phiên bản là 12 nhá. Tiếp đến để kiểm tra card màn hình, mọi người sẽ sang cho mình cái mục là Display. Ở mục Display thì mọi người sẽ kiểm tra được máy tính của chúng ta hay là laptop của chúng ta sử dụng card rời hay là card on nhé. Ở đây mình sử dụng card rời là Livia GeForce GTX 1660 Super. Và mọi người sẽ nhìn thấy cái độ phân giải là 1920x1080 32bit này. Ở đây thì chúng ta sẽ không kiểm tra được dung lượng ổ cứng hay là máy tính của chúng ta có bao nhiêu ổ cứng này. Ổ cứng đó sử dụng là SSD hay là HDD nhá. Mọi người sẽ tắt đi. Và mọi người sẽ kích chuột phải vào thanh tag 3. Chọn cho mình là tag 3 Manager. Mọi người sẽ phóng to lên. Mọi người sẽ chọn sang cho mình cái mục là Performance. Ở đây chúng ta cũng sẽ kiểm tra được CPU này. Là chip i5. 10400F và RAM là 16GB nhá. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy toàn bộ ổ cứng của chúng ta ở trên máy tính, ổ D này, ổ C này, ổ E này. Máy tính của mình sẽ có 3 ổ là disk 0 này, disk 1 này, disk 2 này. Nếu mà máy tính của mọi người có một ổ ấy thì nó sẽ chỉ có là disk 0 thôi nhá. Và mọi người sẽ biết được ổ cứng của chúng ta là HDD hay là SSD. Ở đây ổ của mình, ổ D là HDD này, ổ C và ổ E là SSD. Và mọi người chọn vào thì mọi người sẽ biết được dung lượng ổ cứng. Ổ disk 0 của mình là 932GB. Ổ C của mình là ổ disk 1 là 224GB. Ổ E của mình là 477GB. Và mọi người cũng sẽ nhìn thấy được cái card màn hình của chúng ta. Đây, kích vào này. Card màn hình của mình là 6GB mọi người nhá. Đó. Bây giờ để kiểm tra độ phân giải màn hình thì mọi người sẽ quay ra ngoài. Mọi người sẽ kích chuột phải vào màn hình máy tính. Chọn cho mình vào cái dòng là Display Setting. Mọi người sẽ nhìn thấy cái dòng là Display Resolution. Ở đây độ phân giải cao nhất của mình là 1920x1080 này. Tiếp đến thì mọi người có thể là kiểm tra được tần số quét. Mọi người vào mục Advanced Display Setting. Mọi người sẽ kích ở cái mục là Refresh Rate này. Ở đây tần số quét cao nhất của mình là 1440. Thì mình sẽ chọn vào nhé. Rồi mình chọn là Keep Change. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách kiểm tra cấu hình máy tính. Có thể là PC hay là laptop. Mọi người có thể là kiểm tra được CPU này, RAM này, ổ cứng này, các màn hình này, độ phân giải màn hình này. Thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhá. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.